Hello, everybody, welcome to Health với KT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health với KT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game kiếm hiệp ha. Còn nhất kiếm giang hồ, nhất kiếm ỷ hiên à, phiên bản mới nhất hiện nay quy trang bị full trang bị 199 ha. À, update trang bị mới, lực chiến mới, à, cả trăm triệu, cả tỷ lực chiến nha các bạn. Rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải chọn nhân vật cái đã. Nhân vật nào ta? Vẫn thích chơi con côn luân với lại con nga mi các bạn. Ok. Vô con nga mi đi. Này. Pháp phới. Vô nè. Rồi, đầu game chưa có gì hết. Chúng ta sẽ chạy cái nhiệm vụ tân hữu nha các bạn. Đó, server rất đông người chơi luôn, không vắng vẻ nha. Nào, vừa vô mà thấy có nhiều anh em đang đứng ở đây ghê nè. Ui, man. Trời ơi, đây, ông này là cái gì đây ạ? À? Nhân vật mới hay là gì đây? Đúng á, ở đâu có cần chạy nhiệm vụ tân hữu đâu bạn. Sao bấm vô thằng này không được ta? À, nó nằm ở đây nè. Tra cứu thông tin. À, trang bị bao nhiêu vậy? Trang bị vong tình. Ôi anh này là mới à. Mới vô. À, đây best limited hả? Best phẩm chất thần hả? Ok. Đây vô thì chúng ta sẽ quên đi mua bạc. Ra shop đi các bạn. Đây vô thì chúng ta cho được cho 2 tỷ kim nguyên bảo hả? Đó. Rồi vô đây mua mấy cái túi bạc về xài cái đó các bạn. Ok. Rồi, ghé ngang shop đồ mới, chúng ta sẽ có bán mấy con pet nè ha, pet 3S. Rồi, kẻ ghê luôn ha. Nhưng mà đừng có mua. Đây, chúng ta sẽ kéo xuống như này, tí em sẽ hướng dẫn anh em kiếm pet limited ha. Và đồ phôi ha, đồ phôi đồ mới nhất hiện nay. Đó. Trang bị hiên can địa sát. Này. Rồi đây hình như là chưa có. Đây có bảng xếp hạng nè hả. Đây cho coi. Đây ông top xài đồ gì đây. Thiên can địa sát đó. 2, 4, 6, 7. 65 triệu lực chiến một món à, ghê 66 luôn. Rất là hôm bơ nha đó. Tổng của ông này, ông top này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 tỷ 7 lực chiến nha các bạn. Đó, một con bet 70 triệu lực chiến. 5 con là hết 300 triệu rồi. Wow. Một gia tài cực kỳ phê. Rồi đây chúng ta có 10 món trang bị, mỗi món 65 triệu. Vậy là chắc là nâng thêm cái gì nữa ta? À đúng rồi, mấy con thú cưỡi. Game này có mấy con thú cưỡi và mấy con bé tiền không luôn á. Đồ ông này úp đồ lên rồi nè. Ghê. Chọn con rồng hả? Rồi ôi. Nhìn phê ha. Đó là lý do tại sao mình server lúc nào cũng có người chơi các bạn ơi. Và đua top rất là khốc liệt luôn nha các bạn. Các bạn nghĩ coi, các bạn cầm mặt mà lực chiến 1 tỷ 7, 1 tỷ 6 thì vào mấy cái chỗ đánh boss đồ như là map vô danh hay là vùng vô chủ đồ thì thôi rồi luôn. Thứ gì mà chịu nổi, sao mà chịu nổi chúng ta các bạn. Vô đấm vài phát thôi là con boss về chầu ông bà luôn quá. Đó, nên về đấy, heo không tưởng tượng được là mình có một cái ạc mà lực chiến như vậy. Mà chúng ta vô đánh con boss thì ra sao nhỉ? Ước gì mai chiều sẽ có ông nào đó cho mượn cái ạc lực chiến như vậy. Trên 1 tỷ là được rồi, 1 tỷ mốt hay 1 tỷ chẳng cũng được nữa. À, 1 tỷ lẻ 1 lực chiến cũng được nữa các bạn. Không cần nhiều, hơn 1 tỷ là được rồi. Đó. Lên đánh con boss coi nó chịu nổi hay không. Nếu mà con boss chịu nổi là lực chiến và vài trăm, 100-200 triệu lực chiến thì chắc vô đó như ruồi bu hụt mít đó chứ. Đây, thông tin server nhất kiếm Mỹ Hiên open server 17 vào 17 giờ ngày 22 tháng 7. Và tặng đầu game trị giá 2 triệu Việt Nam đồng. Level 199, 2 tỷ kim nguyên bảo, set đỏ 199. Đó, cống hiến ban 100 triệu, 80 ngọc rêu, 500 ngọc rồng, 80 bộ tọa kỳ hần.
cam kết ban quản trị không can thiệp vào game các kiểu con đà điểu, tải game, nhóm Zalo, đua top lực chiến, top 1, 2 tỷ 400 triệu điểm viên, cộng 20 danh hiệu siêu VIP mà. Top 2, 3, 4, 5 tới 10 nè hả, đua top danh hiệu, đua top best, đua top hú cưỡi, đua top danh hiệu hả, có luôn hả, danh hiệu luôn. Top này mới nghe đó các bạn. Rồi web shop, rồi event live share, nhận 1 triệu su web nha các bạn. Này, like share comment cái kiểu hả, ok ok, cái này hôm à. Like share thì chúng ta sẽ nhận 1 triệu su web. Rồi đây là full code tân hữu nè hả, code tân hữu. Đây là code trang bị thiên ý level 199. Này, thấy con rồng nó đứng ngứa mắt quá, ta nhập code vô ta lên ta lấy đồ mới được. Thấy con rồng nó đứng cà quơ, cà quơ, cà quơ đó. Và phiên bản này chúng ta có thể tự lấy VIP luôn nha các bạn. Không cần nhắn tin admin hả. Chúng ta chỉ nhắn tin admin để mà lấy cái su web ở cái phần like, share, comment thôi nha các bạn. Ngặt này thì trước heo có lấy rồi và cũng xài một mớ, không biết là còn hay không đây. Ok. Rồi trang bị thì cho nó nằm đây đi. Rồi code danh hiệu. Đây, cắn cái code danh hiệu vô cho mấy ông coi luôn hả. Phúc lợi. Đây, nhận quà thành công. Ủa nó bị gì ta. Rồi, nhận. Mặc đồ vô nó bị lắc hay gì rồi nè các bạn. Ok, nè, đó, một đống đồ luôn. Gì vậy? Bán thành công, thiết bị thay đổi rồi. Đậu xanh đó. Vô nó bị lắc gì đó. Chắc là nhiều đồ quá nó bị lắc anh em. Ok. Vô vẫn thấy con rồng đó, thấy ướt con mắt thiệt luôn á. Đây, nhận điểm duyên hả. Điểm duyên ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 3 là 2 tỷ 1. Và chúng ta có thêm 100 triệu nữa. Vậy theo heo thì chúng ta nhập khoảng chừng 5 cái được rồi. 5 cái là chúng ta vô chúng ta đi mua đồ được rồi hả. Tránh bị âm nha các bạn. Đó, nhập nhiều quá nó cộng với cái số tiền cũ mà nó âm thì coi như là chỉ có nước tạo là ad mới rồi nha các bạn. Tạo là nhân vật mới và đi nhập code thôi chứ chả có gì hơn được nữa. Thôi, quyết định là vô shop mua đi. Đây, shop đồ mới. Anh em sẽ mua best limited đi, đừng có mua mấy gì hết. Đây, hiên hư, hiên cẩm, cẩu lương, rồi long thái tử, rồi sói ngoan nè hả. Tâm chúng ta sẽ mua ngọc rồng. Đây, muốn ghép thì chúng ta sẽ mua 999 ngọc rồng. Ở trên nãy chúng ta còn được rồi, ôi còn thiếu hai cục nữa. Ok man, vô nhập luôn. Đầu vô thì chúng ta được nhận quy 500 ngọc rồng rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn mua thêm 499 nữa là chúng ta đã ghép được hai con best limited. Mà anh em nâng nó full level, full theo mọi thứ thì chúng ta sẽ được thêm mỗi con 70 triệu lực chiến là được 1.4 rồi đó. Thấy ngon không? Đấy. Quá trời hôm luôn. 499. Ơi chết mẹ dư rồi. 499 thôi. Còn thiếu cái gì thì mua cái đó sao. Đây ghép boy. Đó đây. Ghép boy best limited. Đây sói ngoan giả limited. Ok. Rồi đây chúng ta có long thái tử hàng limited. Giờ limited nó lạm phát quá. Cái gì cũng limited với tịch không mà chết rồi. Ngoại trang. Đây ưu đại phúc lợi fit code. Đó ngoại trang. Đó anh em nhập hết code là được full ngoại trang ha. Heo không muốn full tại vì nhiều đồ lắm các bạn ơi. Một đống đồ trong này nè. Áo dài Việt Nam rồi nè. Ủa rồi ôi. Cái này đẹp này. Cầm thanh kiếm luôn nữa là ngon lành luôn. Quá trời quá đất rồi. Đẹp nha. Ai nói gì nói, mình thấy nó đẹp là được rồi. Rồi không, bộ đồ học sinh nè. Ồ bộ đồ học sinh cũng được đấy. Nhưng mà vũ khí đậu xanh đó. Có cây vũ khí nào đẹp không ta. Cây đàn hả. Cái đèn nó hào hoa quá, nhìn nó không có đẹp các bạn.
Trời ơi má ơi, nó chuyển qua cái cây này luôn. Cái cây này đẹp ở chỗ nào? Ok rồi, vô nhận quà VIP nè. Đây chúng ta vào web ha. Đó, anh em bấm nạp thẻ. Ê khoan, không phải cái app này. Đây, ô app này chúng ta còn 300 mấy xu hả? Vô test cho anh em luôn. Còn anh em like xe thì nhắn tin nhạc min ha để nhận 1 triệu xu nha. Đó, đây server này phải coi đúng không cái đã. Thông tin đúng rồi, 009 00 mấy nè. Rồi đang VIP không hả? Đây, nhận VIP, lên VIP 23 liền, nhanh cấp kỳ luôn. Ở đây thì chúng ta nhận này thú cưỡi đồ. Đó, đi kiếm con nào mà nhận vô mà nhìn nó khác chứ. À, thổi. Ok, có thể mua cái này và mặc vô cho giống với người ta thôi. Đâu rồi. Ủa, mấy con thú đâu? Đây, ở trên nè. Dùng là sẽ được một con rồng gì? Tinh thần long hả? Nên là tinh thần thôi, nên là nó sẽ đó, ảo ma Canada như vậy. Đấy. Nhưng mà bây giờ vô shop này, đổi game ngân hàng, nạp game, nhận VIP. Đây, đổi vô. Đó, rồi, đây mua đồ nè hả? Chúng ta sẽ mua cụ sắt thần ngu khí na tra, hình như là thần ngu khí hồn gon quơ mời lệnh bài tử vong thần ngu khí đi. 150.000 đó, mua vô đây. Ủa, cái này là thần ngu khí đó hả? Đây tọ kỳ thần ngu khí một con là 2, 4, 6, 7 20 triệu lực chiến. Một cái cục này thôi đó, 20 triệu lực chiến, ghê không? Kiếm gì 150 mua nữa coi. Natra, ok. Đã mua, đó. Chơi không đụng hàng cho nó luôn mà. Đây, con bét Natra. Đâu rồi. Đây. Đó, một con 2, 4, 6, 5 triệu lực chiến một con này hả? Đấy, còn mấy con bé tọ kỳ thường thì nó lực chiến nó ít hơn. Đấy, tọ kỳ thì chúng ta full luôn rồi. Vỏ hồn nè ha. Đây, vỏ hồn. Ở đây có cái vỏ hồn Natra thường nữa. Để đi kiếm coi nó nằm ở đâu nữa đã. Vỏ hồn, nè, Natra nè. Này Natra thường nè ha. Vỏ hồn tiểu Natra. Đó. Rồi, để ăn cái vỏ hồn tiểu Natra cho các bạn xem. Đây, chỉ có 36.000 lực chiến thôi. Đó, rồi ok, anh em nào có chơi thì vào quẩy thôi. Game đã free hết rồi, chúng ta chỉ việc cài cuốc và đánh boss để nhận điểm duyên cũng như là kim nguyên bảo để mua đồ thôi ha. Ok, rồi link heo sẽ để dưới phần mô tả. Anh em nào có chơi thì tải về. Nhớ nhắn tin admin xin 1 triệu số web để vô mua đồ nha các bạn. Ok, rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha các bạn. Ok, bye bye.